Và để tiếp theo chương trình trong buổi tối hôm nay, quý vị được đón nhận một tiết mục rất là đặc biệt. Vâng, xin một tràng pháo tay để lên sân khấu thầy giáo Đặng Như Hội. Xin được trân trọng kính chào tất cả các thầy giáo, cô giáo và toàn thể nhân dân, các em học sinh yêu quý. Hôm nay xin phép bước trên sân khấu này với tư cách là một học trò trở về với ngôi trường 50 năm tuổi. Và xin được hát bài hát của anh trai tôi, Đặng Hoàng Long, sáng tác về nhà trường. Những hoài niệm về mái trường xưa, thời áo trắng. Bài hát này tôi xin phép được dành tặng cho tất cả các thầy giáo, cô giáo và tất cả những cựu học sinh của nhà trường. Tuy tôi hát không hay, nhưng đó là tấm lòng gửi tới tất cả quý vị. Một sớm tôi về thăm lại trường xưa, lắng trong hàng cây thì thầm gió kề, giây phút đêm đêm nghẹn thu đồ lá, áo trắng bay vào trong giấc mơ tôi. Tôi nhớ về bàn ghế thân quen, nhớ lối đi dùng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá mùa đông, nhớ dấu chân gương mặt bạn bè, nhớ bước đi tôi thua dài bài học hay lắng trong hồn thơ. Tôi nhớ về trường cũ thân thương, bút mực lem một thời áo trắng, trên trang giấy thăm tô từng điểm mười, thầy cô đã giúp tôi học làm người, giờ đi xa biết thu nào mùi. Thay mặt nhà trường trân trọng cảm ơn tất cả các quý thầy cô, nhân dân, phụ huynh, tất cả các cấp lãnh đạo và toàn thể các em học sinh, các cựu thế hệ đã về với nhà trường. Một sớm tôi về thăm lại trường xưa, lắng trong hàng cây thì thầm gió kề, giây phút đêm đêm ngày buồn thu đồ lá, áo trắng bay vào trắng giấc mơ tôi. Tôi nhớ về bàn ghế thân quen, nhớ lối đi dùng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá mùa đông, nhớ dấu chân gương mặt bạn bè, nhớ bước đi tôi đổi dậy bài học hay lắng trong hồn thơ. Tôi nhớ về trường cũ thân thương, bút mực lem một thời áo trắng, trên trang giấy thăm tô từng điểm mười, thầy cô đã giúp tôi học làm người, giờ đi xa biết thua nào người. Trên trang giấy thăm tô từng điểm mười, thầy cô đã giúp tôi học làm người.
người giờ đi xa biết thua.